tông đi cho đẹp, còn chỗ nào mà nó hoang sơ thì làm cho nó đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ ngược lại đi với thầy, thầy lại chỉ cho một cách mà nó tiết kiệm, nhưng mà mình lại phải phát triển cái tour của mình lên đó. Vậy chỉ phải... phát triển tour thôi, sau đó mình phải bảo vệ cái chỗ đấy đó. Phải làm sao mình xây dựng cái thương hiệu của mình khi người ta tới với mình đó, người ta muốn đi khám phá biết con người Việt Nam ở trong rừng như thế nào, ở trên núi như thế nào các bạn. Người ta muốn trải nghiệm cuộc sống của người Việt mình, người dân tộc của mình. Ở đây mình chơi mình bê tông quá rồi, người ta đâu có cảm giác, người ta không bao giờ nhớ được luôn á. Đi lên rừng là phải đi xe hay sao, rồi đi nó bị trồng chơi như thế nào, lên núi như thế nào. Người ta trải nghiệm, cái này là du lịch trải nghiệm và khám phá, chứ không phải là ở khách sạn năm sao. Khách sạn năm sao ở dưới Sài Gòn, ở thành phố được rồi. Họ đi lên là phải ở nhà sàn nè, họ phải mặc áo dân tộc nè, quần mặc áo dân tộc. Hôm nay em đi cắt mấy cái đó là sao vậy bạn? Cắt mấy cái thớt này nọ, mấy cái cây đó là nó tận cả đúng không? Chặt cả cây ấy. Em chơi luôn. Chặt cả cây xuống rồi bắt đầu cắt nhỏ thành thớt. Thớt thì bây giờ chúng tôi bây giờ chỉ có những cái gốc này. À, gốc này cái này chúng tôi xài được rồi. Bây giờ là tận dụng. Ngày trước đây là ngã cây. Xong là ngày xưa cắt cao quá, bây giờ còn người bắt đầu đi vét luôn. Xong đào luôn cả rễ luôn. Để làm gì để đó? Thì mang để làm bàn uống nước. Hay là cái gì đấy ở trong người ta là mua lại. Chính xác cái bàn nhà anh ấy. Những cái này nó chết rồi, phải cũng nên lấy là cái đất treo một cái phòng phong lan nha anh. Ờ. Phong lan bây giờ là một cái dãy cây chết rồi, người ta hết, người ta kiến. Ờ. Đào rồi. Xong rồi lấy xe về chở về. Xe chở về. Ba chơi đây. Xong rồi người mua đó là nước này là từ rừng rừng. Gọi là nước mắng lần này. Nước suối. Hết lại trang trí rồi lại rồi xong rồi thành nghệ thuật, xong rồi bán mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Chậm tới rồi ok, kết thúc video đây nha. Ok, xin chào các bạn nhé. Mọi người ở trong